Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu đến một dạng thức của động từ cũng rất phức tạp nữa Đó chính là dạng danh động từ gerund Danh động từ chính là các động từ có đuôi ing Vậy thì danh động từ có thể đảm nhiệm được những chức năng gì ở trong câu? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi bảng sau Chức năng đầu tiên của danh động từ khá là tương tự với to verb Đó chính là có thể đảm nhiệm chủ ngữ của câu Ví dụ nói rằng việc hút thuốc là rất có hại cho sức khỏe của bạn Chúng ta nói Smoking is harmful to your health. Cách dùng thứ hai, một danh động từ cũng có thể được sử dụng để bổ nghĩa cho chủ ngữ. Ví dụ, nói my hobby is listening to music. Ở đây chúng ta có danh động từ là listening, nó bổ nghĩa thêm cho chủ ngữ là hobby. Chức năng thứ ba, một verb ing cũng có thể được sử dụng để làm tân ngữ trực tiếp sau các động từ nhất định. Ví dụ như là admit, avoid, deny, enjoy, risk. Vân vân. Ví dụ, chúng ta nói rằng chúng ta đã rất thích xem cái chương trình đấy. We really enjoyed watching the show. Một số các danh động từ có thể theo sau bởi các tân ngữ như là keep, stop, mind, spend, waste, vân vân. Chúng ta có công thức là verb cộng với object và theo sau đó là một danh động tứ một verb ing ví dụ chúng ta không thể nào ngăn cản anh ta chờ đợi cô ấy được we cannot stop him waiting for her hoặc ví dụ chúng ta nói họ đã dành hầu hết thời gian ở tây ban nha làm việc với cái dự án đó chúng ta nói rằng they've spent most of their time in spain working on the project một cách dùng tiếp theo đó chính là các hình thái sở hữu được dùng với các danh động từ trong lối văn trang trọng. Ví dụ, ta nói I don't mind your living without me. Có nghĩa là tôi không phiền việc bạn rời đi mà không có tôi. Chức năng thứ tư đó chính là danh động từ được dùng sau tất cả các giới từ, ví dụ như là in, on, at, without, about, vân vân. Chúng ta nói she left without saying goodbye. Ở sau giới từ without, chúng ta dùng saying. Hoặc I'm interested in collecting stamps. Ở sau giới từ in, chúng ta sử dụng từ collecting. Và chức năng thứ năm đó là một số các cấu trúc khác thường được sử dụng với verb ing. Đầu tiên đó là it's no use hoặc là it's no good cộng với verb ing có nghĩa là vô ích để làm gì. Tương tự như vậy chúng ta cũng có thể nói là There's no use cộng với verb ing Hoặc there's no point in cộng với verb ing Ví dụ, thật là vô ích khi hỏi cô ta về điều đó Bởi vì cô ấy không biết điều gì cả It's no use asking her about it Because she doesn't know anything Bên cạnh đó chúng ta có cấu trúc là Can't help Cộng với một động từ đuôi ing có nghĩa là chúng ta không thể nhịn được, không thể dừng được việc làm gì đấy. Ví dụ như chúng ta nói rằng tôi không thể nhịn cười khi thấy cái gương mặt rất là hài hước của anh ta. I couldn't help laughing at his funny face. Bên cạnh cấu trúc can't help, chúng ta còn có cấu trúc can't bear hoặc là can't stand cộng với verb ing thì có nghĩa là chúng ta không thể chịu đựng được, được. Ví dụ, I can't stand listening to his music nghĩa là tôi không thể nào mà nghe nổi cái nhạc của anh ta. Ngoài ra còn có một số cấu trúc khác được đi với động từ đuôi ing. Ví dụ như là have difficulty hoặc là trouble cộng với verb đuôi ing. Có nghĩa là gặp khó khăn trong việc gì đó. Ví dụ tôi gặp rất nhiều khó khăn khi tìm việc. Ta nói I had difficulty finding a job. Cấu trúc tiếp theo là look forward to cộng với verb đuôi ing. Có nghĩa là rất mong chờ điều gì đấy. Ví dụ Tôi rất mong được nghe tin từ bạn. I'm looking forward to hearing from you. Cấu trúc thứ ba đó chính là sử dụng động từ be hoặc là get đi với từ used hoặc là accustomed đi với giới từ to và sau đó là một verb đuôi ing có nghĩa là đã quen nhờn với điều gì đấy rồi. Ví dụ chúng ta nói tôi đã từng ngủ dậy rất muộn nhưng bây giờ thì tôi đã quen với việc dậy sớm. I used to get up late But I am used to getting up early now. Ở đây chúng ta có thể thấy cấu trúc used to cộng với động từ nguyên thể get có nghĩa là đã từng làm gì đó như một thói quen nhưng bây giờ không còn làm nữa. Còn ở vế thứ hai là am used to getting up thì có nghĩa là đã quen với việc dậy sớm. Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu về các trường hợp lựa chọn giữa danh động từ hay là động từ nguyên thể trong tiếng anh có một số các động từ có thể theo sau bằng một danh động từ hoặc là động từ nguyên thể có thể là cùng ý nghĩa hoặc có thể là khác ý nghĩa cụ thể như sau đầu tiên là các trường hợp các động từ có thể được theo sau bởi danh động từ hoặc là động từ nguyên thể mà không có sự khác biệt về ý nghĩa chẳng hạn như những từ như là begin start continue intent hoặc là bother ví dụ như chúng ta muốn nói rằng ban nhạc đã bắt đầu chơi nhạc thì chúng ta có thể nói là The band has started playing hoặc là started to play đều mang cùng một ý nghĩa hoặc là chúng ta nói rằng tôi dự định là nói với mẹ tôi sự thật ta nói I intended telling my mother the truth hoặc là I intended to tell my mother the truth tuy nhiên rất nhiều các động từ ở trong tiếng anh thì khi theo sau bởi danh động từ hay là theo sau bởi động từ nguyên thể thì mang ý nghĩa rất khác nhau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu về một số các động từ cụ thể. Thầy mời các em cùng nhau theo dõi bảng sau. Đầu tiên đó chính là nhớ hay là quên làm điều gì đó, remember hoặc là forget. Nếu như theo sau remember hoặc là forget, chúng ta để động từ đuôi ing, tức là danh động từ thì cấu trúc này có nghĩa là chúng ta đã nhớ hay là quên đã từng làm một điều gì đó. Ví dụ chúng ta nói I remember locking the door before going out Có nghĩa là tôi đã nhớ là tôi đã khóa cửa trước khi đi ra ngoài rồi Tuy nhiên khi chúng ta thêm to verb vào phía sau remember hoặc forget Thì cấu trúc này lại có nghĩa là nhớ hoặc là quên phải làm điều gì đó Ví dụ chúng ta nói I remember to lock the door before going out Có nghĩa là tôi luôn nhớ phải khóa cửa trước khi ra ngoài từ tiếp theo đó chính là từ regret. Nếu như chúng ta thêm một verb đuôi ing vào sau từ regret, có nghĩa là hối tiếc vì đã làm một điều gì đó hoặc là hối tiếc vì một điều gì đó đã xảy ra. Ví dụ, chúng ta nói I regret lending him money, có nghĩa là tôi rất hối tiếc về cái chuyện là cho anh ta mượn tiền. Còn nếu như chúng ta thêm to verb vào phía sau regret thì có nghĩa là chúng ta hối tiếc về điều đang làm hoặc là chúng ta rất lấy làm tiếc khi phải báo một cái tin xấu nào đó Ví dụ chúng ta nói I regret to tell that you have failed Tiếp theo đối với từ stop Nếu như stop đi với verb đuôi ing Thì có nghĩa là dừng một việc đang làm dở Ví dụ chúng ta nói Stop talking is too noisy Thì có nghĩa là hãy dừng việc nói chuyện lại đi Tuy nhiên khi chúng ta thêm một to verb vào sau stop Thì lại có nghĩa là chúng ta dừng lại để làm điều gì đó Ví dụ, chúng ta nói we stopped to take a break, có nghĩa là chúng tôi đã dừng lại để nghỉ một chút. Động từ tiếp theo là từ try. Khi chúng ta thêm một động từ có đuôi ing vào sau từ try, chúng ta có nghĩa là thử làm một điều gì đó. Ví dụ, you can try and calling him now, có nghĩa là bạn có thể thử gọi anh ta bây giờ ở đấy. Tuy nhiên, khi chúng ta thêm một to verb vào sau try thì có nghĩa là cố gắng làm điều gì đó. Ví dụ You should try to call him before it's too late. Có nghĩa là bạn nên cố gắng để gọi anh ta trước khi nó là quá muộn. Từ tiếp theo đó chính là từ mean. Nếu như chúng ta thêm một verb ing vào sau mean thì sẽ có nghĩa là có nghĩa là hoặc đồng nghĩa với. Ví dụ, I won't take the job if it means working abroad. Tôi sẽ không nhận cái công việc đấy nếu như nó có nghĩa là làm việc ở nước ngoài. Còn khi chúng ta dùng từ mean theo sau là một to verb thì có nghĩa là có ý định làm điều gì đó. Ví dụ, she meant to work abroad, có nghĩa là cô ấy có ý định là làm việc ở nước ngoài. Tiếp theo với từ need. Need cộng với verb ing sẽ có nghĩa là muốn hoặc là cần được làm gì đó theo ý nghĩa bị động. Ví dụ, chúng ta nói the flowers need watering, có nghĩa là những bông hoa này cần phải được tưới nước tuy nhiên khi thêm to verb vào sau need chúng ta lại có nghĩa muốn hoặc cần phải làm điều gì đó ví dụ như là you need to water the flowers và các bộ động từ cuối cùng mà các em cần phải lưu ý đó chính là các động từ mô tả về cảm giác của mình như là hear listen see watch notice vân vân khi chúng ta thêm một động từ đuối ing và phía sau thì chúng ta có nghĩa là nghe, nhìn thấy, chứng kiến một hành động đang diễn ra hoặc là một phần của hành động đó. Ví dụ, I can hear Tom talking. He must be in the next room. Ở đây, động từ talking có nghĩa là tôi nghe thấy Tom đang nói chuyện. Còn sau khi chúng ta thêm các động từ nguyên thể vào sau động từ như là hear, listen, see, watch, vân vân thì chúng ta có nghĩa là nghe hoặc là nhìn thấy toàn bộ cái hành động đó. Ví dụ, I saw the car crash into the shop window. Có nghĩa là tôi đã thấy cái quá trình cái xe này đâm vào trong cái cửa sổ của cái cửa hàng. Các em lưu ý là các cấu trúc như là would rather hoặc là would sooner prefer hoặc là would prefer cũng gây ra rất nhiều các nhầm lẫn cho chúng ta ở trong kỳ thi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu kỹ về các cấu trúc này nhé. Đầu tiên là đối với động từ prefer Các em hãy cùng nhau theo dõi bảng sau Prefer chúng ta sẽ sử dụng như là Subject cộng với prefer Sau đó đi với danh từ đầu tiên Tiếp theo là giới từ to Cộng với danh từ thứ hai Ví dụ như là I prefer jeans to trousers Có nghĩa là tôi thích jeans hơn là trousers Còn để phân biệt giữa ba cấu trúc này Thì thầy cũng mời các em theo dõi trên bảng Đầu tiên đó chính là cấu trúc với would rather. Chúng ta có subject cộng với would rather. Theo sau đó là bare infinitive, có nghĩa là động từ nguyên thể không to. Sau đó là than cộng với một bare infinitive khác. Ví dụ, I'd rather stay at home than go out. Tôi thà ở nhà còn hơn là đi ra ngoài. Đối với từ prefer thì chúng ta sẽ phải sử dụng một verb ing sau đó là giới từ to cộng với một verb ing khác. Ví dụ chúng ta nói I prefer staying at home to going out. Còn đối với cấu trúc would prefer, chúng ta sẽ sử dụng đó là subject cộng với would prefer cộng với to verb nguyên thể. Sau đó là rather than cộng với bare infinitive. Ví dụ he would prefer to stay at home rather than go out.